Bác sĩ còn hay chọc em là kêu em máu con gái 18 mà. Rất là bất ngờ là cô Tuyết đã có hai đứa người con, hai cháu. Và cháu thứ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 34 tuổi, và cháu thứ hai là 25. Mọi người thấy rất là kinh ngạc ha. Cho mọi người xem cái cạc đi ăn đi tê của cô để mà xác định, để mọi người không ngấy là nó cô này cổ thì cái nhà hàng ở dưới chúng ta thấy là 25 tháng 9 1961 nha. Thì cái chuyến ăn thì đi dứt ngược lại, về ăn uống là nói chung là buổi sáng thì thức dậy thì em hay uống một ly nước ấm ly nước ấm. Tới 12 giờ thì nói chung trong quá trình đó thì em cũng có uống nước chút chút, thì 12 giờ thì em mới ăn. Thường thường là em có thêm một cái áp dụng nữa là trong 5 ngày trong tuần là em thường là em ăn nói chung là ăn rau nhiều, ăn nhẹ. Ăn rau à. Nhưng mà tới ngày thứ bảy chủ nhật thì em ăn sang tí. Tí như là mình có thể thoải mái thứ bảy chủ nhật. Cái thời gian nhịn ăn như vậy là tổng cộng là bao nhiêu à? Thời gian nếu mà tính ra đó 14 tuổi tới giờ 59 là khoảng là nhịn ăn vậy là bao nhiêu? 24, 34, 44, 54 và 45 năm. Như vậy là cô Tuyết có một cái quá trình nhịn ăn 45 năm. Mọi người thấy khủng khiếp không? Mà cổ rất là khỏe mạnh. Điều đặc biệt là mọi người nhìn cô Tuyết bây giờ là 59 tuổi nhưng mà nhìn như là một cái cô gái thiếu nữ mà còn đang xuân vậy đó. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.